Nghi Lê trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Nghi Lê gửi đến quý vị một bài viết của một cây bút ở trong nước. Tuy nhiên, với nội dung của bài viết này, Nghi Lê xin mượn để nói với bạn tôi. Bạn tôi khi ủng hộ Joe Biden đều nói rằng tại sao bạn lại tin là Tổng thống Donald Trump sẽ chống cộng? Bởi vì ông đã từng đến với Việt Nam, ông đã cầm cờ đỏ của Việt Cộng, ông phất trong tay Việt dân, hay là ông đã làm điều gì? Dân thưa quý vị, giữa cái tình bạn bè với nhau, chúng tôi không có đấu với nhau cho tới tận cùng để lý giải rằng vì sao bản thân của Nghi Lê ủng hộ Tổng thống Trump. Tuy nhiên, một số sự việc như chúng ta đã thấy rằng có lẽ không có một tổng thống Hoa Kỳ nào mà ngay tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hai lần lên án cái Đảng Cộng sản. Đồng thời, Tổng thống Trump từ ngày nhậm chức ở nhiệm kỳ 1, ông cũng đã có những thái độ mạnh mẽ, thí dụ như bắt tàu cộng phải trả giá về cái dịch Covid Vũ Hán, đóng cửa những cái viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ, trục xuất những điệp viên nằm ở các trường đại học Hoa Kỳ mặt của tàu cộng, vân vân. Tuy nhiên, cái bài viết của cây bút Lâm Mạnh Di từ trong nước nói một mặt khác mà chúng tôi cũng rất là đồng tình. Bài viết có tựa đề là giản dị, thâm thúy, đầy đủ. Bài viết có nội dung như sau: hôm nay tôi có vài câu hỏi gửi đến một người, nhất là người Việt anti-Trump. Có là mọi người, ngay cả người Cộng sản Việt Nam, cũng đều quý mến bà Thái Anh Văn, một người phụ nữ can đảm đang điều hành một đất nước Đài Loan nhỏ bé, kiên cường, ngày đêm đang từng giờ phút chống chọi bạo ác để bảo vệ lãnh thổ trước móng vuốt của tàu cộng. Còn thứ nhất là trong 8 năm dưới thời Obama, chúng ta có biết gì về bà hay là tình hình Đài Loan không? Câu trả lời hoàn toàn là không và không. Obama chẳng quan tâm đến nước anh hùng đó. Hắn không dám đụng đến vấn đề này vì sợ mất lòng tàu cộng. Đối với hắn, bình an ở ngoặc kép do Tập Cận Bình ban bố là trên hết. Thế giới biết đến Đài Loan, đến bà Thái Anh Văn chỉ từ khi Tổng thống Trump ngày đầu tiên vào Tổng thống đã nói chuyện điện thoại với bà. Thế giới càng lưu tâm hơn về vấn đề Đài Loan khi Tổng thống Trump đồng ý bán những phi cơ và vũ khí tối tân nhất cho đất nước nhỏ bé này. Có trong mơ cũng không dám nghĩ là Obama dám vuốt mặt Tập Cận Bình như thế. Và mới đây thì Tổng thống Trump đã ký xác lệnh cho phép nhân viên Mỹ cấp cao được quyền thăm viếng Đài Loan bình thường. Và cuộc thăm viếng mới nhất là của Bộ trưởng Y tế Mỹ đã đến thăm hữu nghị Đài Loan, là một cái tát tay cho cẩu tập. Còn thứ hai là tại sao các phong trào tranh đấu ở Hồng Kông từ rất nhiều năm trước không có mang theo hình của Obama hay cờ Mỹ như là họ đã mang hình Tổng thống Trump trong các biểu tình ngày hôm nay? Tại vì người Hồng Kông thừa biết là Obama chẳng bao giờ và ủng hộ họ vì sợ đụng chạm đến anh hai tập cẩu của hắn. Chỉ có ông Trump dám làm điều đó, và cũng chính ông đã ký hai sắc lệnh bảo vệ nhân quyền Hồng Kông. Câu hỏi thứ ba: có bao giờ Obama dám ra trước Liên Hợp Quốc để lên án chủ nghĩa cộng sản trực tiếp đến Trung Cộng như là Tổng thống Trump chăng? Ông đã lên án chủ nghĩa bất nhân này không những là ở Liên Hợp Quốc mà ở bất cứ nơi nào có dịp. Câu thứ tư: có bao giờ mà Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton để dám nêu những vấn đề nhân quyền, cái sự chà đạp giam cầm con người ở Tân Cương như là Ngoại trưởng Mike Pompeo không? Những bài diễn văn của Ngoại trưởng Mike Pompeo là những đòn giáng chí tử vào cái bộ mặt tàu cộng với Tập Cận Bình. Còn thứ năm, có bao giờ trong 8 năm làm phó tổng thống, Joe Biden đã dám lên án gay gắt tàu cộng như là phó tổng thống Mike Pence trước hội nghị an ninh Đông Nam Á ở Singapore chăng? Ai đã dám ngên đầu với quỷ Satan tàu cộng đã lột truồng Tập Cận Bình từ 3 năm nay hơn là chính quyền Trump chứ? Ai đã kéo được những nước từng thân thiết làm ăn với tàu cộng như là Ấn Độ, Úc,
Tân Tây Lan, Anh Quốc, Nhật, Đại Hàn và vài nước của châu Âu về với Mỹ để mà cô lập Tàu Cộng. Những người Việt anti-Trump nó dùng cái đầu mà suy nghĩ, đừng vì những lời nói bán bổ hôm trước khác hôm sau của Trump mà mất đi cái tầm nhìn toàn diện. Trên mặt cầu quốc tế, từ thế thượng phong với 8 năm Obama, với con đường tơ lụa, với Made in China 2025, giấc mộng Trung Hoa, Tập Cận Bình tưởng là đã thâu tóm cả thế giới trong bàn tay, thì chỉ với 3 năm Trump, cái thế cờ đã thay đổi hẳn. Tàu Cộng đã co cụm vì Trump, đã không dám hống hách vì Trump và ngoan ngoãn sau nhiều lần ăn những cái tát tay đích đáng. Thí dụ như đã đóng cửa lãnh sự quán Houston, sắc lệnh chế tài xem Hồng Kông như Trung Cộng, cấm Huawei, TikTok, WeChat theo dõi sinh viên khoa học gia Tàu Cộng đang học và làm ăn tại Mỹ, vân vân và vân vân. Có thể nếu ông thắng cử, Trump cũng không quét sạch hoàn toàn những rác rưởi mà do Đảng Cộng sản Tàu Cộng gây ra, nhưng ít nhiều ông đã chặt được những cái giòi to lớn của Tập Cận Bình, và quan trọng trên hết là ông đã ép được Tàu Cộng luôn vào thế thủ, thế bị động. Những gì ông đã làm được trong 3 năm qua cho thế giới đối với Tàu Cộng sẽ biến thành bèo dạt mây trôi nếu vô phước Joe Biden thắng cử. Joe Biden thì thật ra chẳng khác gì tên bù nhìn của Obama. Hãy cầu nguyện cho những anh hùng Việt Sa Tăng Tàu Cộng như Donald Trump, Mike Pence, Mike Pompeo, Barr, vân vân luôn luôn vững mạnh và tiến bước cứu nguy nhân loại trước một Hitler Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Kỳ Bút Trong Nước, tác giả Lâm Mạnh Di.